Xin chào các bạn. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để các bạn có thể tháo rời được chiếc laptop Acer X509F này ha. Đầu tiên các bạn hãy lật mặt sau của máy lên giúp mình nhé. Tại đây thì các bạn sẽ phải tháo cho mình những con ốc ở những vị trí này. Tổng là 10 con nhé các bạn. Mình sẽ bắt đầu tháo ha. Sau đó thì các bạn hãy dùng một cây nạy ha, có cái đầu mảnh như thế này để các bạn có thể nạy được nó ra. Các bạn đưa vào cái mép này của góc này. Các bạn nạy. Hai cạnh còn lại các bạn cũng làm tương tự ha. Các bạn đưa cây nạy vào, các bạn nạy. Sau đó các bạn hãy nhấc nó lên ha. Thì đây chính là những cái linh kiện ở bên trong máy nhá. Các bạn có thể vệ sinh, thay keo tản nhiệt, thay thế pin này, nâng cấp RAM hoặc là ổ cứng. Quá trình lắp lại thì các bạn hãy làm ngược lại những cái thao tác so với cái quá trình các bạn mở ra ha. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video có ích, hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi những video tiếp theo. Xin chào các bạn.